Cách để biết dáng mắt của bạn. Phương pháp 1. Xem xét các đặc điểm khác nhau. 1. Biết rằng bạn có mắt một mí nếu trên mí mắt không có nếp gấp. Nếu không chắc, bạn hãy quan sát mắt trong gương. Tìm nếp gấp ở giữa mí trên. Nếu không thấy nếp gấp thì tức là bạn có mắt một mí. Mí mắt của bạn cũng có thể phẳng hơn và xương trên mày ít nổi hơn so với những người có nếp gấp trên mí mắt. 2. Tìm xem có phải bạn có mắt mí lót không. Mắt mí lót có phần da ở mí trên sụp xuống che nếp gấp, khiến cho mắt trông như nhỏ đi. Nếu bạn không nhìn thấy nếp gấp khi mở mắt thì nghĩa là mắt của bạn có mí lót. 3. Quan sát độ dốc của mắt để biết mắt bạn có xếch hay mắt cụp. Hãy tưởng tượng một đường thẳng chạy ngang giữa hai mắt, quan sát xem đuôi mắt của bạn nằm bên trên hay bên dưới đường thẳng đó. Nếu đuôi mắt nằm bên trên đường thẳng tưởng tượng này, bạn có đôi mắt xếch. Nếu đuôi mắt nằm dưới đường thẳng đó, mắt của bạn thuộc loại mắt cụp. 4. Xác định mắt hình hạnh nhân nếu bạn không nhìn thấy lòng trắng xung quanh lòng đen. Nhìn vào gương và thả lỏng mắt. Mắt hạnh nhân là mắt có một phần nhỏ bên trên và bên dưới lòng đen ẩn dưới mí mắt. Mắt hạnh nhân thường có hình oval với góc mắt hẹp. 5. Biết rằng bạn có mắt tròn nếu bạn thấy được lòng trắng bên dưới lòng đen. Hãy soi gương và nhìn thẳng phía trước. Nếu bạn có thể thấy một chút lòng trắng bên trên và bên dưới lòng đen thì nghĩa là bạn có mắt tròn. Mắt tròn không thon dần như mắt hạnh nhân và có vẻ mở to hơn. 6. Đo khoảng cách giữa hai mắt để xác định mắt gần nhau hay mắt xa nhau. Dùng ngón cái và ngón trỏ đo chiều dài của một mắt, sau đó đo sang khoảng giữa hai mắt. Bạn có mắt gần nhau nếu khoảng cách giữa hai mắt ngắn hơn chiều dài của mắt, còn nếu khoảng cách giữa hai mắt lớn hơn chiều dài của mắt thì nghĩa là bạn có mắt xa nhau. 7. Xem xét độ sâu của mắt để xác định bạn có mắt sâu hay mắt lồi. Mắt sâu là mắt nằm sâu hơn trong hốc mắt, khiến cho mí mắt có vẻ ngắn và nhỏ. Trái lại, mắt lồi nhô cao hơn về phía đường viền mi trên. 8. So sánh kích thước mắt với mũi và miệng để biết cỡ mắt. Mắt cỡ trung bình có kích thước tương đương với mũi và miệng hoặc nhỏ hơn một chút. Nếu mắt của bạn nhỏ hơn nhiều thì nghĩa là bạn có mắt nhỏ. Bạn có cặp mắt to nếu mắt của bạn to hơn các đường nét khác trên gương mặt. Phần 2. Trang điểm mắt phù hợp với dáng mắt. 1. Đánh mắt kiểu gradient cho mắt một mí. Thoa một chút kem lót lên mí mắt trước khi đánh mắt. Đánh phấn màu sẫm ở gần viền mi, màu trung tính ở khoảng giữa và màu sáng bóng hơn ở gần chân mày. Mở mắt khi đánh mắt sẽ nhìn thấy được mắt trông sẽ như thế nào. 2. Đánh phấn mắt kéo dài qua nếp gấp nếu đó là mắt mí lót. Trước khi đánh mắt, bạn thoa kem lót mắt hoặc kem che khuyết điểm màu sáng lên mí mắt. Tiếp theo, hãy dùng phấn có màu sẫm trung bình đánh từ viền mi lên trên phần mí sụp của mắt, phía trên nếp gấp. Đánh phấn dài ra ở đôi mắt, tạo hình mắt có đôi cánh để mắt trông to hơn. 3. Nhấn mạnh độ dốc của mắt xếch bằng kiểu mắt khói. Thoa kem lót mí mắt trước nếu bạn muốn phấn mắt bền màu cả ngày. Tiếp theo hãy đánh phấn mắt màu sáng vào nửa trong của mí mắt và phấn mắt màu trung bình ở nửa ngoài. Tán hay màu cho hòa với nhau ở khoảng giữa, vậy là bạn có kiểu mắt khói. 4. Thử kẻ mắt mèo cho đôi mắt cụp. Bạn có thể áp dụng nhiều kỹ thuật kẻ mắt cho đôi mắt xếch, nhưng đối với mắt cụp thì kiểu mắt mèo sẽ giúp cho làm đẹp phần đuôi mắt. Dùng chì kẻ mắt màu tối kẻ hết đường viền mi trên, sau đó tán lên trên góc ngoài của mắt, bạn không cần phải kẻ viền mi dưới. 5. Tăng độ dài cho mắt tròn, nhỏ hoặc mắt sâu bằng kiểu đánh mắt gradient. Dùng màu sáng nhất cho phần sát đầu mắt và màu tối nhất về phần đuôi mắt. Biến tấu ở các góc mắt bằng cách kéo hơi dài và cao lên một chút. Tán đường kẻ mắt một chút nếu bạn muốn có đường viền mềm mại hơn. 6. Kéo dài khoảng cách giữa hai mắt gần nhau bằng kiểu mắt khói để nhấn mạnh phần đuôi mắt. Đánh phấn mắt màu sáng lên toàn bộ mí mắt, sau đó thêm phấn sẫm hơn vào 1/3 gần đuôi mắt. Đánh phấn màu tối hơn vào đuôi mắt để tạo bóng tối và nâng cao đuôi mắt. Kẻ đôi mắt bằng chì kẻ mắt và chuốt mascara ở đôi mắt. 7. Thử phong cách halo cho mắt hình hạnh nhân. Mắt hình hạnh nhân hợp với nhiều kiểu đánh mắt, nhưng kiểu halo sẽ tạo vẻ khác lạ đôi chút. Đầu tiên bạn sẽ đánh phấn màu sáng chuyển tiếp lên bầu mắt, sau đó đánh màu trung bình vào 1/3 đầu mắt và 1/3 đuôi mắt. Cuối cùng đánh màu sáng vào giữa mí mắt. Lặp lại thao tác này cho đường viền mi dưới và nhấn mạnh phần đầu mắt. 8. Đánh phấn mắt và kẻ mắt màu tối ở đầu mắt nếu bạn có mắt cách xa nhau. Đầu tiên, bạn sẽ dùng một ngón tay thoa kem lót trên mí mắt trên. Đánh phấn màu tối hơn sát đầu mắt và trên cạnh mũi để tạo cảm giác đôi mắt gần nhau hơn. Tiếp theo, bạn sẽ tô sáng phần đôi mắt với phấn màu sáng, nhớ tán các màu cho hòa với nhau. Kẻ mắt bằng đường thẳng, dày mỏng tùy ý nhưng không vẽ cánh. 9. Dùng màu tối hơn ở đôi mắt to hoặc lồi. Thoa kem lót mắt hoặc phấn màu trung tính lên mí mắt trước,
Sau đó bạn đánh phấn mắt màu tối lên mí mắt trên, dưới nếp gấp của mí. Tán phân màu tối màu trung bình lên trên nếp gấp mí mắt. Dùng bút kẻ mắt đen kẻ viền mí mắt.